Đối với những các bạn mà vẽ chuyên rồi, vẽ nhiều lần rồi, dựng hình nhiều lần rồi thì các bạn có thể áp dụng thử luôn theo cái phương thức là như thế. Xin chào cả nhà nha. Chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi live. Cái buổi live ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái mẫu. Thì như cái mẫu này thì các bạn nhiều bạn đã thi đúng không ạ? Và nhiều bạn cũng có tìm hiểu thì các bạn cũng biết được rằng đây là mẫu tường thi của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2022. Đúng không? Ở đây thì vẫn là cái theo quy trình cũ của các bạn đúng không ạ? Vẫn là cái bài hôm trước mình có hoàn thành xong cái bài hôm trước của các bạn rồi. Ở đây thì mình sẽ nhá hàng lại một chút này. Đấy, đây là cái bài hôm trước, là cái bài tường thi năm 2013, và mình có vẽ trên một cái khổ giấy nhỏ, cũng là khổ giấy A4 thôi, thì các bạn có thể gọi là có thể xem tổng quát qua được cái quy trình. Và các bạn thấy rằng là vẽ nhỏ như vậy nhưng mà có thể đẩy được cái phần chi tiết lên như thế này thì cũng là một cái kết quả để các bạn có thể đạt được cái cơ số điểm tốt. Được. Và cái video của cái phần tượng này nhá thì nó đã có ở trên kênh YouTube của bên mình rồi, thì các bạn có thể vào trên kênh YouTube để có thể xem quy trình từ bước số 1, bước số 2 và bước số 3 như thế nào. Được chưa? Và mình có thể ở trên cái phần mô tả. Hiện tại thì lớp có các cái chương trình online và có các cái lớp online trên toàn quốc, cho nên là các bạn ngoài cái việc học offline ra thì các bạn cũng có thể học online để gọi là rèn luyện trước, nếu như ở khu vực của các bạn nó không có, thực sự nó không có những cái không có những cái điều kiện để chúng ta có thể học vẽ được trực tiếp, thì các bạn có thể lựa chọn một cái lớp online để các bạn có thể theo học nhá. Tại vì lớp online của bên mình thì bây giờ là vẫn đang hoạt động và hoạt động khá là tốt đối với những các bạn chăm. Đấy, lớp online thì chỉ dành cho những người chăm thôi, còn những người không chăm thì tốt nhất là không không cần phải học, được chưa? Rồi, thì chúng ta vẫn luôn luôn là chúng ta xác định cái chiều cao giới hạn trên và giới hạn dưới của nó. Cái phần chiều cao giới hạn này thì như các bạn thấy rằng là gì ạ, nó sẽ là cái phần xác định đường, gọi là xác định cái đường biên giới hạn trên và giới hạn dưới, cũng như xác định cái vị trí của cái nhân vật này, của cái tượng này, nó nằm ở trong khổ giấy của các bạn như thế nào. Thì nó sẽ tương xứng với cái điểm phía bên trên này và tương xứng với cái điểm phía bên dưới này. Được chưa? Thì đối với vẽ tượng thì mình vẫn áp dụng cái quy tắc đó là chia 3, chia 2 đúng không ạ? Tức là cái quy tắc đó là chúng ta chia 3 phần hoặc chia 2 phần, sau đó chúng ta lại sử dụng tiếp cái quy trình như vậy, chia nhỏ ra. Đấy, luôn luôn các bạn nhớ cho mình cái quy tắc đó là 1/2, và cái quy tắc nó gọi là chia 3 phần. Được chưa? 3 phần thì gọi là 1/3, hoặc là có một cái nữa nó gọi là cái quy tắc 2/5. Đấy, 2/5 này thì cũng khá là dễ chia, được chưa? Khá là dễ chia thôi, chứ nó không phải là bị khó chia quá, thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta chia 2/5 như thế nào. Được chưa? Rồi các bạn có những vấn đề gì thì các bạn cũng có thể comment ở trên này nhá, thì bên mình có một cái bạn đang hỗ trợ và support cho các bạn. Như vậy mình sẽ đánh dấu cái chiều cao giới hạn này, và các bạn nhớ rằng chiều cao giới hạn này là cái mà các bạn chọn, và các bạn muốn đặt đặt nó tỷ lệ to nhỏ như thế nào thì đấy là sự lựa chọn của các bạn đúng không ạ? Nếu như chúng ta vẽ trên một cái khổ bé hơn thì chúng ta sẽ chọn nhỏ hơn. Ví dụ như ở đây mình chọn cái tỷ lệ là từ đây đến đây. Đấy, nhưng mà mình có thể chọn một cái tỷ lệ nhỏ hơn từ đây cho đến đây chẳng hạn, thì cái hình của nó sẽ rất là nhỏ, tức là cái mẫu vật của nó vẽ ra thì nó lại rất là bé. Và như vậy là to hay nhỏ thì nó phụ thuộc vào cái phần mà các bạn đánh dấu vào và cái phần mà các bạn chia vào trong bài để các bạn có thể làm cho nó tối ưu được. Để quy tắc đầu tiên thì mình sẽ xác định thử ở trên cái phần mẫu vật này xem là nó có điểm chia đôi không và nó có điểm chia ba không. Thì đương nhiên là để mà nó xem được thì các bạn phải xác định đoán xem là cái vị trí nào là cái vị trí chia đôi và cái vị trí nào là cái vị trí chia ba, đúng không nhỉ? Thì ở trên này thì các bạn thử xem là cái phần nào nó sẽ là cái phần chia đôi. Mình sẽ để sát cái phần này vào đây một chút để cho các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Đấy, cho nhỏ lại một chút xíu ở đây. Thì ở đây thì mình xác định xem là cái điểm môi dưới của nó, môi dưới của nó xem là có chia đôi không, thì mình sẽ đặt cái điểm môi dưới vào. Môi dưới của nó thì môi dưới các bạn nhớ rằng cái điểm môi dưới của nó sẽ theo cái tỷ lệ dòng sát ngang. Như vậy nó lớn hơn điểm chia đôi đúng không ạ? Thế mà chúng ta sẽ xác định lại cái điểm còn lại khác đi. Ví dụ ở đây điểm cầm của nó chia đôi cái vị trí nào? Ok, sử dụng trên iPad này nó hơi bị lệch, nó hơi bị chạm tay một tí cái là nó sẽ bị lệch ngay. Ở như vậy cái điểm cầm của nó cũng không phải là cái điểm chia đôi đúng không ạ? Thì vậy là trong cái phần này thì cái điểm chia đôi của nó sẽ nằm một cái khoảng gọi là cái khoảng môi môi dưới ở đây thì nó sẽ bị cao hơn nhiều đúng không ạ? Nó sẽ nằm một khoảng giữa cằm. Như vậy nó nằm ở giữa cằm thì chúng ta sẽ không lấy cái điểm giữa cằm đấy để chúng ta xác định điểm chia đôi, và một là chúng ta có thể tách luôn cái cằm ra, tức là chúng ta sẽ xác định cái điểm cằm ở đây từ bệ này cho đến điểm cằm này,
thì chúng ta sẽ gióng cái vị trí nó lên trên này, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ khuyết một cái điểm ở phần bên này đúng không ạ? Đấy thì một là chúng ta có thể ước lượng để chúng ta căn cái điểm dư đấy của nó. Đấy, đối với những các bạn mà vẽ chuyên rồi, vẽ nhiều lần rồi, dựng hình nhiều lần rồi thì các bạn có thể áp dụng thử luôn theo cái phương thức là như thế để các bạn có thể căn. Đấy, còn ngoài ra thì chúng ta có thể chia kỹ hơn, nhưng mà thường thì mình thấy rằng là khi mà các bạn chia kỹ hơn ấy thì nó cũng không thể nào mà đúng được 100% được. Tại vì đối với cái việc mà vẽ này của các bạn nó cần sẽ có liên quan nhiều đến cái cảm quan của nó nữa. Đấy, tại vì góc nhìn ở đây thì về bản chất ra thì đúng ra là nó sẽ là một cái môi dưới này. Thế nhưng mà góc nhìn này là do cái bạn chụp ảnh ấy, là bạn ấy đang chụp từ trên xuống dưới một chút, và cho nên là cái các bạn nhìn thấy cái bệ này không ạ? Đấy, nó sẽ có cái cảm giác nó nhìn từ trên xuống dưới và nó có cái độ chéo hút ở phần bên trong. Thì như vậy là nó cũng tạo ra cái phần view góc nhìn nó chưa được ok cho lắm. Thì cái góc này nó gọi là cái góc 4/5 nhé, gần như là góc 1/2 rồi đúng không ạ? Suýt soát là góc 1/2 rồi, cảm giác là gần một góc 1/2, giữa 1/2 và góc 4/5 một chút. Đấy, thì các bạn cứ hình dung rằng là nó sẽ kiểu như vậy. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng nhanh các cái tỷ lệ, và mình thấy rằng là nó sẽ có một cái khoảng khuyết ở phần bên trên kia, thì mình sẽ chia cái phần khuyết này ra rồi. Đấy, phần khuyết ở đây ra thì như vậy là ở cái vị trí này của nó thì mình đã xác định được cái phần cằm nó nằm ở cái chỗ này. Như vậy là nó gọi là chia hai phần và chia ba phần, nó sẽ là tương ứng với cái phương thức như vậy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xác định kỹ hơn, ví dụ như xem có điểm 1/3 không, được chưa? Điểm 1/3 không, nếu như có điểm 1/3 thì các bạn có thể xác định điểm 1/3 của nó vào. Đấy, gần như ở trong cái bài này cái điểm 1/3 của nó cũng sẽ nằm ở cái khoảng gọi là lệch đi một chút thôi. Lệch đi một chút, nó sẽ không có cái điểm một chắc 100% là cái điểm 1/3. Đúng ra nếu như góc gọi là nó gì nhỉ, gọi là nó ngang ngang một tí thì kiểu gì là chúng ta cũng sẽ tìm được các cái phần gọi là các cái phần điểm chia đôi và điểm chia ba của nó một cách chính xác. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ cần tắt CMT sau vậy mọi người. Ở hiện tại thì bây giờ cái này nó đang video này nó đang bị hạn chế độ tuổi, thì các bạn có thể lưu ý rằng là nếu như mà các bạn để trên TikTok một độ tuổi dưới 18 tuổi thì nó sẽ hạn chế cho các bạn về cái phần bình luận nhé. Thì các bạn sẽ để ý một chút xíu. Thì là như vậy, từ đây chúng ta có phần cằm rồi và phần tóc rồi, thì cái nguyên lý của chúng ta xác định tiếp đó lại là gì ạ? Đó là cái gọi là cái nguyên lý chúng ta chia nhỏ tiếp ra. Như vậy từ cái phần tóc này đến cái phần cằm này thì chúng ta xác định xem là nó có điểm chia đôi không, đúng không ạ? Chúng ta ví dụ bây giờ từ đây đến đây chúng ta xác định xem là có điểm chia đôi không, thì mình sẽ lại xác định xem điểm chia đôi của nó sẽ nằm ở cái phần mí mắt trên, đúng không các bạn? Đấy, các bạn có thể đo nhé, điểm của nó sẽ nằm ở mí mắt trên, một rồi nó sẽ nằm ở mí mắt trên. Thì mà chúng ta lại căn tiếp được cái điểm chia đôi của nó là cái điểm chính xác, cái điểm mí mắt trên. Như vậy chúng ta cần chọn được cái điểm cằm của nó. Đấy, chọn được cái điểm cằm của nó một cách gọi là chính xác đã, tương đối chính xác đã, rồi chúng ta sẽ xác định được cái điểm mí mắt trên của nó là này, và chúng ta sẽ đánh dấu nhỏ ra một chút, đánh dấu mờ đi một chút và đánh dấu nhẹ nhàng đi một chút. Đấy, rồi cái này nó nằm ở phần mí mắt trên. Thì từ cái phần mí mắt trên này thì chúng ta cũng có thể xác định được các cái phần còn lại tiếp theo, đúng không ạ? Ví dụ như là cái phần môi, hay là cái phần phần mặt, hay là cái phần mũi, hay cái phần lông mày, thì chúng ta cũng có thể xác định tiếp các cái bộ phận tiếp theo. Ví dụ từ cái mí mắt trên này của nó thì chia ba ra thì các bạn nhìn thấy không ạ? Từ đây đến cái vị trí này thì cái điểm trán này nó sẽ bằng chia ba ra, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đánh dấu thử cái điểm trán của nó, thì chúng ta thấy rằng là cái nó chia ba ra thì chúng ta sẽ được cái phần trán là một phần. Từ đây là từ đỉnh tóc này đến phần mí mắt trên của nó này, chia ba ra, các bạn chia đánh dấu ba phần ra. Thì cái ba phần này thì các bạn muốn chuẩn thì chúng ta vẫn phải đo lại nhé. Thì cái điểm 1/3 trên này thì nó sẽ là phần gì ạ? Nó là phần chân tóc nhá. Cái này thì mình gọi nó là phần chân tóc. Dạ. Thì từ cái phần chân tóc đấy thì các bạn lại thấy rằng là đây là cái điểm lông mày của nó, đúng không ạ? Thì nó lại chia ba ra. Đấy, thì nó lại được cái điểm lông mày này luôn, tức là cái từ cái điểm mí mắt trên này của nó đến cái điểm chân tóc này chỉ chia ba tiếp ra. Chia ba tiếp ra thì nó lại được cái thằng lông mày. Đấy, như vậy các bạn hiểu được cái nguyên lý của nó rất là đơn giản về cái việc chia tỷ lệ, đó là chúng ta lấy tỷ lệ lớn, sau đó chúng ta chia nhỏ nó ra, và chúng ta để chia nhỏ nó tiếp ra bằng phương thức một là điểm chia đôi,
hoặc điểm chia 3 được chưa? Hoặc 2/5, tức là nó sẽ luôn luôn chỉ xoay quanh ba cái tỷ lệ cơ bản như thế này. Và như vậy là từ nãy giờ là mình đang lấy rất nhiều giấy, lấy được một số các cái điểm mà nó đặt vào cái tỷ lệ 1/3 rồi, được chưa? Như vậy giờ mình có những cái điểm rất là quan trọng ở đây, đó là lông mày, cái mí mắt trên. Thì từ cái điểm lông mày ở đây, đúng không ạ, đến mí mắt trên ở đây thì nó lại bằng từ mí mắt trên cho đến cái phần bọc mắt dưới, đúng không nhỉ? Thì nó lại, mình sẽ lại đóng cái phần này xuống dưới thì mình lại được cái phần bọc mắt dưới ở đây. Thì chúng ta lại xác định tiếp này, cái chân mũi thì từ cằm đến chân mũi, bằng từ chân mũi đến cái phần trên của lông mày một chút, thì như vậy là mình sẽ xác định được cái phần trên của lông mày một tí. Như vậy đây là phần bọc mắt này, đây là lông mày, thì nó sẽ nằm trên lông mày một chút, đúng không ạ? Thì mình sẽ đánh dấu thử vào đây và mình dóng lên trên và nó chưa được này, nó sẽ lại lên trên một tí nữa, được chưa? Rồi đấy, thì nó sẽ nằm ở cái phần trên này luôn. Đây chính là phần chân mũi, được chưa? Các bạn chia những cái tỷ lệ quan trọng nhá, để chúng ta lấy tỷ lệ quan trọng trước thôi, chứ chúng ta đừng lấy những cái thứ nó quá nhiều. Thế nhưng mà để mà lấy được cái tỷ lệ quan trọng ở đây đi, thì các bạn đặc biệt đối với cái góc nghiêng này, thì cái phần mắt mũi mồm của các bạn là các bạn phải lấy cho nó được chính xác. Tại vì sao ạ? Tại vì cái phần môi của nó này, các bạn thấy phần khung của nó đúng không nhỉ? Nếu như một góc 2/3, góc 3/4, góc 1/2 thì cái góc nghiêng của nó hay là cái góc nhìn của nó thì cái phần khung nó sẽ là phần bao quanh luôn. Còn đối với góc này thì cái góc với phần khung của nó chính là phần gì ạ? Chính là cái phần mũi này, đúng không ạ? Chính là phần lông mày, chính là phần trán, chính là phần đường biên của râu, chính là phần đường biên của môi trên, môi dưới và phần cằm. Như vậy là nó sẽ là tạo ra cái phần khuôn của cái phần mặt luôn. Và như vậy từ cái phần khuôn đấy thì các bạn mới lấy được cái phần khung của nó. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta lại lấy điểm chia đôi tiếp ạ, thì là từ cằm cho đến cái chân phần môi dưới này. Thì chúng ta dóng lên nó lại bằng điểm chia đôi luôn. Đấy, thì tại sao mình lại đoán được những cái điểm đấy? Vì thứ nhất đó là mình tuân thủ theo cái quy tắc về tỷ lệ cơ bản người. Thì các bạn cần phải học cái tỷ lệ cơ bản người đấy để các bạn có thể làm rõ được các cái tỷ lệ này một cách nhanh chóng hơn. Đấy, thì sau đó thì mình lại chia đôi tiếp, mình lại chia 3, mình lại chia 3 tiếp để mình có được những cái tỷ lệ cơ bản của cái chỗ này, phần môi trên, môi dưới. Ok, như vậy từ cái thằng này rồi nhá, thì mình có thể lấy được phần khung của cái đầu rồi. Thì đối với các bạn ở đây thì mình khuyên các bạn là đối với góc nhìn này thì chúng ta có thể chúng ta sẽ lấy phần khung của mặt trước nha. Khung của mặt trước. Khung của mặt tức là khung của cái vị trí từ điểm này này, được chưa? Đến cái điểm này này. Đấy, để chúng ta áp dụng đúng cái quy trình và đúng cái quy tắc. Được chưa? Chúng ta áp dụng đúng cái quy trình và đúng cái quy tắc. Một số các bạn thường có thể lấy bề ngang của đầu luôn, thì mình khuyên rằng là cũng đúng, cũng được thôi. Nhưng mà bề ngang của mắt thì chúng ta sẽ có được cái độ chính xác hơn. Như vậy đo bề ngang của cái phần mặt ở đây. Phần mặt này chúng ta phải lấy phần từ lông mày nha. Giống từ cằm lên trên này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nó bằng khoảng gần bằng đến cái đầu mắt trên, đúng không ạ? Tức là cái đầu mắt trên của nó là ở đây. Thì như các bạn thấy đầu mắt trên nó nằm ở đây thì nó sẽ gần bằng. Và các bạn đặt cái vị trí gần bằng vào đây. Sau đó các bạn xoay sang ngang này thì các bạn sẽ xác định được cái điểm lông mày và phần mặt của nó, đúng không ạ? Đây là bề ngang của mặt, tức là tương đương từ cái vị trí phần đầu vành tai của nó ở đây và đến phần lông mày. Được chưa nhỉ? Đấy, thì các bạn sẽ lấy phần đó. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể lấy luôn cái phần bề ngang tổng thể. Đó là từ lông mày này đến cái phần tóc đằng sau này. Chúng ta lại xoay tiếp so với từ cằm cho lên phần đỉnh đầu. Thì nó sẽ bằng còn giữa trán không các bạn ơi? Từ cằm đến phần giữa trán không ạ? Rồi, giữa trán của nó thì đây là trán đấy ạ. Nó nằm luôn điểm này vào đây. Thì mình lại đặt cái thằng này vào đây. Sau đó mình lại xoay thằng này sang ngang này. Ok, thì mình sẽ lấy luôn là thằng tỉ lệ đầu này không nhỉ? Rồi, đây chính là cái phần gáy đằng sau. Thì bây giờ mình lại tiếp tục đo cái thằng này thử xem là nó có chính xác không. 1, 2, phần này vào. Rồi, thì tiếp tục cái thằng này ở đây. 1, 2, phần này vào. Rồi, như vậy là cái góc nhìn tỉ lệ của nó tương đối là khớp với nhau rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy đây nó chính là phần gáy đằng sau. Đây là phần lông mày. Đây là phần đường biên của mặt. Rồi chúng ta lấy được phần bề ngang tổng thể rồi. Nhưng mà các bạn nhớ rằng là hãy căn cho nó để làm sao để cho nó đặt cân đối ở trên cái khung hình nha. Đối với cái góc nhìn này ấy, thì cái mặt của nó thì nó không còn là nằm chính diện 100% nữa, nằm đối xứng nữa, mà nó sẽ lệch sang bên trái một tí. Vì sao ạ? Vì chúng ta thấy ở đây nó có phần vai nữa này. Đấy, chúng ta thấy ở đây nó có phần vai nữa đúng không nhỉ? Thì cái phần vai này nó đi lên ở cái vị trí này thì nó sẽ cảm giác là nó sẽ bị thòi ra ngoài bên tay phải. Và nếu như các bạn đặt cái mặt này nằm giữa cái giới của các bạn
thì có thể rằng là cái phần vai này nó sẽ sát với cái lề giấy bên tay phải quá mức. Đấy là nếu như chúng ta vẽ ở trên cái khổ khổ đủ của các bạn, được chưa? Ở đây thì mình đang vẽ nhỏ hơn trên cái khổ tờ giấy, cho nên là nó thoải mái. Để các bạn nhớ căn cái vấn đề đó nha. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là đây là cái tai. Mình zoom vào để mình thấy cho các bạn cái cách đo. Thì để chúng ta xác định được thì các bạn phải hiểu, chúng ta phải tìm được cái phần tai của nó, đúng không nhỉ? 1, 2 và 3. Như vậy chúng ta có ở đây nhá. Các bạn nhìn nhá, 1, 2 và 3. Lớn hơn 3 một chút. Nó sẽ nằm ở đây và chia đôi, chia 3 ra. Ok, như vậy đây là đường biên của cái tai đấy ạ. Tai thằng này khá là to đúng không? Mẫu này khá là to. Thì chúng ta cứ kính cái phần đấy. Thì cái phần bên dưới này thì các bạn có thể gióng lên luôn. Hoặc đo. Thì thường nếu như các bạn gióng lên đúng không? Thì ví dụ đi. Các bạn gióng cái điểm này lên trên này ạ. Thẳng đứng luôn nha. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là từ điểm này cho đến cái phần tóc ở đây. Thì nó sẽ bằng từ điểm tóc này đến cái điểm nào ở cái phần bên trong này. Đúng không ạ? Nó có phải nó sẽ nằm ở cái khoảng này của cái tai không ạ? Đấy thì chúng ta có thể đo cái vấn đề đấy như thế. Còn nếu không thì về sau thì các bạn sẽ lấy phần gọi là cái phần ngực ở phía bên này, sau đó mình đo từ phần ngực này đến cái phần đuôi này so với bề ngang của cái đầu này thì cũng được. Tức là cái quy trình nào của các bạn nó cũng ok và nó đều có thể phù hợp và nó đều khớp cái phần đấy. Thường thì mình lấy nhanh thì mình sẽ dùng theo cái phương thức gióng nhiều hơn. Rồi chúng ta lại sẽ tiếp tục để chúng ta lấy được cái phần khung của cái đầu ạ. Chúng ta có phần lông mày ở đây rồi, tức là tương đương với phần này rồi đúng không? Thì từ cái phần lông mày này thì các bạn có thể xác định được cái điểm đuôi mắt này không các bạn ơi? Ở đây chúng ta có cái điểm phần đầu tai nhá. Chúng ta đặt vào cái phần đuôi mắt này và chúng ta gióng sang phần bên này. Ok, nó sẽ lớn hơn một chút, tức là lớn hơn một chút thì nó sẽ được cái đuôi mắt từ đây đến đây. Được chưa? Từ đây đến đây. Chia đôi ra, nhưng mà nó sẽ chia đôi cập lệch ra một chút. Đấy, tức là cái thằng nửa bên tay phải này nó sẽ mặt này nó sẽ lớn hơn so với khoảng mặt một tí. Rồi như vậy mình sẽ lấy được phần đuôi mắt rồi. Nhớ nhá, đuôi mắt nó nằm ở đây. Cái phần đuôi của nó nằm ở đây, không phải nằm ở chỗ này. Chỗ này nó là phần xương gò má rồi, xương của cái phần hốc mắt rồi, hốc mắt rồi. Thì đương nhiên là mình vẫn có thể lấy cái phần hốc xương hốc mắt đấy mình sau đó. Được chưa? Thì từ cái điểm này tiếp này các bạn nhìn này, mình zoom lại để cho các bạn dễ hình dung. Từ cái điểm ở đây tiếp, chúng ta lại chia đôi ra từ điểm này nhá, đến điểm này nhá, thì chia đôi ra nó nằm ở cái vị trí phần mắt này đúng không các bạn? Đây, phần khung của cái mắt này thì nó lại chia đôi tiếp ra. Và ok thì đây chúng ta có thể tìm thấy được rất rất là nhiều thứ đúng không ạ? Đây là mí mắt trên. Đấy, mí mắt trên của nó này. Thì đương nhiên là cái mắt của nó sẽ nằm ở trong này rồi, nó nhỏ thôi. Cái mắt nó rất là bé nhưng cái đầu bút của nó rất to, thì tí nữa mình phải lấy mắt nhỏ lại để mà mình phân chia cái phần đấy cho nó dễ dàng. Thì từ cái điểm này thì các bạn sẽ tiếp tục tìm được thằng này không các bạn ơi? Gióng nó lên đúng không ạ? Tìm thằng này gióng nó lên. Đây là cái điểm lông mày này, thì chúng ta thấy cái điểm lông mày ở đây sang bên này thì nó cũng sẽ tương tự nhau, nhưng mà cái thằng trên nó sẽ có cái độ hóp vào một chút. Đấy, sau đó thì ở đây thì các bạn bắt đầu chúng ta sẽ đi lấy phần dọc của cái phần mặt này đúng không ạ, và khung của cái chỗ này. Đấy, thì các bạn phải có được cái tỷ lệ của nó chứ. Thì bây giờ chúng ta đi khung của cái tai này đúng không, khung của cái quai hàm này, phải cái phần cằm này thì chúng ta phải có được cái tỷ lệ của phần mắt trước nha. Thì chúng ta tiếp tục, chúng ta gióng phần cằm lên ạ. Gióng phần cằm lên, nó nằm giữa luôn cái điểm này đúng không? Thì có phải giữa điểm đấy nó sẽ là giữa điểm này không? Đấy, gióng phần cằm ở đây lên thì nó nằm ở giữa cái điểm này. Điểm cằm ở đây, gióng thẳng lên. Gióng thẳng lên nó sẽ nằm ở đầu mắt bên trong này, một chút. Đấy, và chúng ta có thể nhìn thấy cái phần khung hình ở đây. Đúng ạ. Rồi chúng ta có quai hàm ở đây thì mình gióng sang ngang quai hàm đi. Quai hàm gióng sang ngang ở đây thì nó sẽ trùng với cái phần môi dưới này. Quai hàm gióng theo chiều dọc ở đây thì chúng ta thấy là nó sẽ nằm ở phần bên trong cái phần này một tí. Và từ đây chúng ta lấy cái phần khung của quai hàm. Các bạn có thể lấy nhanh cái phần khung này để chúng ta tập trung vào nó trước, để chúng ta lấy cái phần chiều tai. Tai thì các bạn đương nhiên chúng ta gióng sang ngang thì các bạn dùng cái que của đo của các bạn đúng không? Chúng ta đặt ở đây thôi. Và gióng nó sang chiều ngang thôi. Đúng không ạ? Gióng sang chiều ngang thôi thì các bạn thấy rằng cái tai này của nó sẽ gì ạ? Nó sẽ ngang ngang nằm dưới cái phần mũi một tí. Thì đây là cái mũi này. Dưới cái mũi này một chút. Rồi. Rồi, thì các cái phần khác chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy, cái tai bên này gióng sang ngang. Trùng với cái thằng lông mày.
Rồi các bạn sẽ lấy độ cong của phần khung tai này. Một số các bạn là anh ơi sao không vẽ phần mắt mũi mồm trước, thì nhưng mà chúng ta đi theo cái phần đúng quy trình trước nhé. Rồi chúng ta đi theo cái đúng cái phần quy trình trước để chúng ta lấy cái đặc điểm của nó đi đã. Đây chúng ta có phần khung của mặt. Được chưa? Khung của mặt nó sẽ là nối từ cái điểm giữa cằm này của nó này thẳng vào cái phần giữa của cái phần hai lỗ cả giữa của cái điểm hai phần đầu lông mày này và cái phần giữa của phần trên mũi một tí. Được chưa? Chúng ta chéo xuống cho nó hơi chéo một chút ở đây thì nó sẽ hơi chéo như thế này và cái đường trục mặt này nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Được chưa? Thì chúng ta bắt đầu chúng ta từ cái phần này chúng ta lấy các cái điểm ngang của nó, chúng ta lấy các cái điểm ngang của nó vào phần tóc ở đây của nó, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải căn vào đây một chút thì cái tóc ở đây dòng xuống này. Đấy, nó cũng sẽ là một cái điểm này. Các bạn nên nhớ rằng là cái phần phần tóc đúng không ạ? Và phần tóc ở đây sẽ nằm giữa cái này. Thì chúng ta cũng xác định được cái đúng các cái điểm này của nó. Được chưa? Và chúng ta xác định tiếp này. Cái tóc cái phần khung tóc ở phần bên ngoài này thì các bạn tìm cho mình cái điểm này đi. Cái điểm này giống thẳng đứng ở đây thì nó nằm giữa tai này. Và cái điểm này giống sang ngang thì nó sẽ nằm ở chỗ này một chút. Đấy thì các bạn sẽ lấy được cái độ cong của cái thằng này nó sẽ tương đối là chính xác. Còn nếu như các bạn mà vẽ uốn luôn cái đường cong thì như mình thấy thì thường là nó sẽ không có độ chính xác cao. Tại vì ở đây thì mình phải vẽ nó bằng các cái điểm. Đấy, giống như ở trong cái video vẽ buổi hôm trước các bạn thì mình cũng có chia sẻ rồi. Các bạn hãy lấy nó bằng các cái điểm để chúng ta có thể lấy nhanh được cái phần khung của nó một cách dễ dàng hơn và chúng ta dễ dàng có thể chúng ta đo được một cách tốt hơn. Thì đây chúng ta mình vẫn đang bỏ ngỏ cái phần mũi này, phần mồm này, phần các thứ này mình gióng sang ngang một chút để mình có thể lấy sau. Đấy, và các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng bằng các cái nét thẳng, chúng ta sử dụng bằng các cái nét thẳng để chúng ta làm thôi. Ở đây thì có cái phần húc, ở đây thì mình sẽ lấy phần khung của cái mũi của cái lông mày đâu xuống đây trước đã. Cái mũi của nó thì các bạn thấy rằng là nó gióng lên, nó sẽ nằm một phần bên ngoài của cái lông mày này một tí ở đây. Cái mũi của nó ở đây gióng lên thì chúng ta thấy nó nằm một cái phần đầu mắt bên trong này một chút, chúng ta được cái bề ngang của cái mũi. Cái mồm ở đây các bạn gióng thẳng lên, chúng ta nằm ở cái đuôi mắt luôn, đúng không ạ? Chúng ta nằm ở cái phần đuôi mắt luôn. Và tiếp tục cái phần mồm ở đây thì chúng ta có hai phần, một là phần giữa môi. Giữa môi thì nó cắt ra đây thì nó sẽ nằm khoảng giữa của cái phần mũi này một tí này. Đó là phần giữa môi nhá. Đấy. Còn ra ngoài thì nó sẽ có phần râu nó nằm ở đây. Nó rất là nhỏ thôi. Rồi tiếp tục là cái phần nhân trung của nó thì cũng sẽ nằm ở chỗ này, đầu nhân trung của nó sẽ nằm ở chỗ này. Và như vậy mình lấy khung thằng này vào đây. Mũi thì cứ kể các bạn cứ để im như vậy trước đã, được chưa? Thì các bạn sẽ lấy tiếp cái phần khung của nó vào đây. Môi của nó thì chúng ta cũng lại tiếp tục gióng nhé. Gióng trong môi dưới này. Gióng cái chỗ điểm, cái đóng của cái điểm này lên trên này. À, nó nằm ở phần cánh môi ở đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Chúng ta gióng tất cả mọi cái vấn đề. Cái thằng này ở đây đóng lên thì nó sẽ là ra ngoài. Ra ngoài một tí thôi. Cái thằng này gập ở đây đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lấy khung cái phần này vào đây. Đấy. Rồi cái chỗ phần môi ở chỗ mồm ở chỗ này này thì các bạn thấy là cái mép mồm ở đây nó thấp hơn. Thấp hơn so với điểm môi dưới thì nó sẽ nằm thấp hơn ở cái dưới này. Và đây nó sẽ nằm vào bên trong một tí tại vì cái này nó là đuôi của râu. Thì chúng ta sẽ lấy cái thằng này vào đây. Để chúng ta xác định trạng thái khung tổng thể của nó trước. Các bạn đừng cố gắng làm chi tiết luôn ở những cái quy trình này. Tại vì chúng ta còn chưa biết đúng hay sai đúng không ạ? Rồi cái mũi của nó, chúng ta hãy lấy độ chéo của phần mũi này. Và chúng ta hãy lấy phần khung của cái mũi này. Được chưa? Phần khung của cái mũi này một cách nhanh chóng. À, mình sẽ lấy phần hốc. Mình sẽ lấy phần hốc mắt của nó. Cái đuôi mắt của nó thì các bạn sẽ thấy rằng là nó nằm ở giữa của cái mắt này. Đây là cái hốc, cái đuôi này. Thì mình sẽ cắt cái phần này vào đây để mình lấy cái phần quầng mắt. Cái quầng mắt này thì nó gần như là để nó xác định được cái cấu trúc của nó ở trong cái phần hốc mắt nhé. Các bạn thấy được rõ ràng cái phần đấy một cách tương đối. Mà từ đây đương nhiên là cái phần lông mày xương của nó sẽ bám sát với cái phần nào ạ, bám sát. Đây chúng ta có cái phần đỉnh trán ở chỗ này. Thì đỉnh trán của nó thì nó sẽ nằm ở đây thôi. Ok. Thì tóc ở đây thì các bạn
Ông này trán nó hơi cao một tí. Chúng ta phải tìm các cái điểm tóc ở đây nhá, một này. Đúng ạ, chúng ta phải gióng thẳng đứng lên xuống. Em nằm ở đây. Thứ hai, gióng sang ngang, trùng với đỉnh trán nằm ở chỗ này. Đấy, chúng ta vẽ nó chính xác được. À, vậy cũng chúng ta cũng lấy bằng nét thẳng thôi. Tiếp tục cái điểm ở đây, chúng ta cũng lại gióng tiếp. Nó nằm ở đây. Chúng ta lại gióng sang ngang ạ. Nó sẽ nằm ở trên này được chưa? Và chúng ta sẽ lại tiếp tục nối thằng này ra đây. Và tương tự từ đây đến đây. Thì chúng ta có thể tìm được cái điểm này không? Và từ cái điểm này chúng ta lấy phần đuôi nằm ngang ở dưới này đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lấy nét ngang ở đây. Các bạn thấy rằng là mình vẽ, mình lướt cái phần bút thôi. Đúng không ạ? Mình lướt phần bút thôi. Mình không làm cho nó quá là cứng hay là rõ. Vì vẽ cái phần này mình để ý rằng là chúng ta làm nhạt cái phần khung hình đi. Rồi tiếp theo. Vậy các bạn thấy không? Phần khung đằng sau này thì chúng ta có thể đo, anh sẽ gióng cái phần này xuống đây nhá. Từ đây này gióng lên trên. À, là cái này nó trùng luôn với mép của râu đúng không ạ? Hoặc gióng lên nó trùng với cái đầu của mắt luôn. Đây là mép râu đây. Thì chúng ta nó sẽ vào trong cái phần mắt một tí thôi. Đánh dấu nó vào. Được chưa? Rồi cái cổ ở đây chúng ta cũng có thể thấy như thế. Cái cổ nó sẽ vào trong một tí. Rồi, cái cổ đầu của cổ nằm ở đây. Thì nhưng mà ở đây thì các bạn nhớ rằng là chúng ta vẫn phải đo cái khoảng này nhé. 1 2 3 nhỏ hơn khoảng 1/3. Rồi nó sẽ nhỏ hơn khoảng 1/3, các bạn cứ tính chia 3 ra. Nó nhỏ hơn 1/3 một chút. Đánh dấu vào đây 1 2 3. Rồi. Như vậy cái điểm chân của thằng này nó nằm ở đây. Nó sẽ đường nằm ngang nó trùng với điểm này. Được. Nhưng mà thằng này gióng lên. Gióng lên thẳng đứng này. Nó trùng với mang tai. Nó nằm trong một tí, chúng ta lại kéo xuống dưới này. Chúng ta sẽ tìm được cái góc ở đây. Tương tự, góc bên này chúng ta cũng sẽ gióng lên trùng với cổ. Đấy, như vậy các bạn phải tìm được một điểm đúng thì các bạn sẽ tìm được cái này, thằng này gióng sang ngang này. Các bạn nhìn thấy nó gióng sang ngang này. Gióng sang ngang thì nó sẽ có thể là nó sẽ nằm ở cái khoảng nào đó ở đây đúng không ạ? Còn nếu không thì các bạn đo luôn thằng chia đôi ở đây ra. Gióng ở trên này. Ok, nó sẽ nhỏ hơn một chút ở phần này. Nó là sự đặt ở đây. Sai rồi, gọi nó sẽ xuống dưới một tí. Rồi, các bạn phải đo nhé, chúng ta phải dò đo và gióng tì. Gióng chéo vào, ok, tìm được cái điểm gặp ở đây tiếp. Thì như vậy từ đây chúng ta sẽ lấy được cái thằng này nối vào đây đúng không ạ? Rồi, tiếp tục cái thằng ở đây thì các bạn nên nhớ rằng là chúng ta vẽ phần này trước đúng không ạ? Cũng được, và chúng ta vẽ phần bục trước cũng được. Tùy hai cái, tùy theo cái cách của các bạn nào làm nhanh hơn. Được chưa nhỉ? Đây là đề thi năm 2022, chuẩn rồi các bạn. Chúng ta gióng tiếp cái điểm này, chúng ta gióng sang ngang này. Được chưa? Thì bây giờ các bạn thì đo nhìn là đo ở đây. So với ngang cái đầu này nó gần như bằng nhau luôn các bạn đúng không? Nhỏ hơn một chút thôi. Thì mình sẽ đặt cái điểm này vào đây và gióng sang ngang ở đây. Đấy, thằng này nó sẽ nằm ở chỗ này luôn này. Ok. Nó sẽ nằm ở chỗ này luôn. Nhưng mà thằng này các bạn phải gióng sang ngang cơ. Gióng sang ngang xem là thằng này nó nằm ở chung cái điểm nào. Và trùng với phần dưới của xung quanh xanh một tí. Như vậy từ cái điểm chân của cái phần ấy ở đây đúng không ạ? Chúng ta gióng lên trên này. Thì nó bằng một râu chia đôi. Tức là đây là phần râu chia đôi này. Từ phần râu này đến cái phần vị trí này chia đôi ra. Được chưa? Được, phải xuống dưới một chút. Rồi nó sẽ nằm ở đây. Ok, đây là phần của phần xương quai xanh, trên phần xương quai xanh, tức là phần chân cổ. Chân cổ thì cái chỗ này nó sẽ cao hơn chân cổ một chút, nó nằm ở đây. Và từ đây thì các bạn sẽ lấy một cái đường hơi cong nhẹ một chút xíu, nhưng mà nó là đường kỳ hà đơn giản để các bạn có thể làm cho nó tốt hơn. Rồi tiếp tục. Cái phần này ở đây thì các bạn thấy rằng là nó cũng tạo ra những cái đường tương tự như vậy đúng không nhỉ? Cái này ở đây thì bắt đầu các bạn thấy rằng là cái chỗ này nó có độ cong rồi. Thì chúng ta bắt đầu cũng có thể gặp được cái độ này vào đây. Và xác định ở đây theo cái độ cong của nó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó vẫn đi qua hai cái phần điểm này đúng không các bạn? Rồi, thì từ cái chỗ này ở đây, cổ ở đây thì các bạn cũng sẽ xác định luôn cái vị trí ở đây. Chúng ta xác định xuống cái thằng này thằng ở đây. Và từ đây thì mình sẽ lấy một cái đường vành cổ. Một vành cổ mô phỏng cho nó trước. Được chưa? Và đương nhiên là đây nó sẽ có phần khung này. Chúng ta không đi kỹ quá các bạn. Thì đơn chúng ta sẽ làm một cái quy trình phân mảng.
là dòng sang ngang tiếp chúng ta được cái thằng bệ này đúng không ạ? Từ cái thằng này chúng ta cũng sẽ lại lấy đường cái độ chéo của nó đây, chéo của trường xanh. Tiếp tục cái thằng này đóng lên thì chúng ta thấy là nó sẽ nằm ngang ở cái khoảng này, và từ đây đến đây chúng ta chia đôi ra, chúng ta được cái cạnh đằng trước của cái khối bệ. Thằng này chúng ta lại đóng lên cái đường này, thằng phía bên này chúng ta lại đóng lên, dòng thằng này lên đúng không ạ, thằng đứng lên thì nó sẽ là một phần lông mày luôn. Cái này thì đi thi thì các bạn có thể sắm một cái que đo nhỏ hơn và nó thẳng hơn để chúng ta có thể đo nhé. Rồi tiếp tục cái điểm này giống sang ngang, nó nằm ở dưới đây, xong rồi cắt vào thì nó sẽ được cái góc ở đây, và chúng ta nối cái mặt trên của nó trước. Tiếp tục cái thằng ở phần bên này đúng không ạ, chúng ta lại giống tiếp ạ. Các bạn có thể nhìn thấy giống phần đáy của nó ở đây không ạ? Hai thằng này tương tự như là nó ngang nhau, chúng ta ngang nhau, nó sẽ nằm ở đây, và thằng này nối thẳng vào đây tiếp tục. Ok, thì đương nhiên là bây giờ ở đây thì các bạn thấy rằng cái điểm này nó nằm ở chỗ này này. Đấy, nó sẽ hút vào đây này, và chúng ta cũng sẽ cho nó hút một chút. Với bản chất ra thì nó hút để cho cảm giác là nó có cái chiều sâu thôi. Rồi cho nó hút xuống, hút cái này thì nhiều bạn đấy chắc không hiểu đâu, và nhiều bạn cứ nghĩ rằng là chúng ta chỉ có gì ạ, chỉ có giáo viên bảo là nó hút vào thì hút, giáo viên bảo là phối cảnh thì nó là phối cảnh. Thế nhưng mà thực sự mà nói là đây nó là cả một chuyên đề, sau này các bạn vào đại học thì các bạn sẽ được học cái vấn đề đấy. Còn thực sự mà nói thì là cái điểm góc hút đấy của nó thì nó cũng không phải là dễ dàng mà các bạn có thể biết được, hiểu được một cách chính xác nha. Nó có công thức rõ ràng cả đấy các bạn, để vẽ được cái bóng đổ, để vẽ được cái phần phối cảnh đấy, nó có công thức hết. Rồi, chúng ta sẽ đánh dấu cái điểm này, và các bạn thấy rằng đây chính là cái quy trình. Và đây thì chúng ta thấy là cái đáy đằng sau đấy ạ. Cái đáy đằng sau đấy ạ, mình sẽ vẽ là nó cho nó tạo thành một cái khối hộp. Và các bạn có thể thấy được cho nó sẽ ok hơn nhá. Thấy một cái khối hộp, các bạn nhìn thấy không ạ? Cái cả đáy của cái thằng bệ của nó thì chúng ta cũng có thể vẽ thành một khối hộp. Được chưa nhỉ? Sau này thì các bạn vào trong trường đại học, các bạn làm về 3D, các bạn học về kiến trúc thì các bạn sẽ hiểu hơn về cái việc là cái gọi là cái phần gì ạ, cái phần ở phối cảnh và nó trong suốt như thế này, nó gọi là các cái đường trong suốt để tạo ra cái vấn đề phần khung của bài, đúng không ạ? Phần khung của cái phần mẫu vật hay là của cái đối tượng, nó gọi là cấu tạo. Rồi, chúng ta đã thấy được rằng là đây chính là phần khung của nó, thì ở đây thì mình có thể vẽ một cái đường chân trời không liên quan gì đến cái thằng này, không liên quan gì đến mẫu nhé. Cái đường chân trời ở đây thì mình sẽ cho nó khác đi một tí, mình kẻ xuyên qua cái phần mẫu này. Đấy, một số các bạn, kể cả học viên của mình, một số các bạn là cũng quên cái đường này thôi, hoặc là một số các bạn kể kiểu như này, kể một phát ra đây, sau đó là từ đây các bạn lại kéo ra, sau đó cái đường này đến điểm này các bạn nó không nối vào với nhau, tức là nó không nối vào với nhau mà nó không tạo ra cái đường điện mạch, thì đấy cũng là một cái mà không được tốt lắm, đúng không ạ? Không được tốt lắm thì chúng ta cố gắng là để ý cái phần đấy, đúng không nhỉ? Rồi thì bây giờ tiếp tục đến cái quy trình tiếp theo của nó, thì nó không phải là quy trình đi vào chi tiết luôn, mà quy trình này mình lại sẽ bắt đầu chia nhỏ các cái khối ra, và bắt đầu mình sẽ băm cái phần khối nó nhỏ ra một chút nữa, và nó sẽ tạo ra cái phần kỹ hơn một tí, chứ không phải là chúng ta đi vào phần chi tiết luôn nhé các bạn. Rồi ở đây thì mình sẽ cắt cái phần này tiếp, đúng không ạ? Và rồi những cái phần khối bên trong của nó như là phần tai, không phải là phân mảng, đây là vẫn chỉ là cắt chia khối thôi, là cắt cái phần cấu trúc của nó ra thôi. Rồi, đúng không ạ? Rồi là bộ phận mũi của nó ở đây, nó còn chưa lên phần chi tiết. Đấy, phần râu của nó này, khung của râu. Các bạn vẽ, chúng ta phải vẽ khung, các bạn nhớ là như thế, chúng ta phải vẽ khung của nó, chứ không phải là chúng ta đi vẽ kiểu như là chúng ta đi vẽ kiểu cố gắng là chép cho nó giống. Dạ, chúng ta phải hiểu được cái cấu trúc của nó, chúng ta thì chúng ta vẽ các cái phần bài này nó mới tốt được. Rồi, các bạn nhìn thấy không ạ? Rồi thì bây giờ khi mà chúng ta bắt đầu đi vào phần chi tiết rồi, chúng ta đã có được khung của các cái bộ phận quan trọng. Chúng ta đi vào các cái phần chi tiết thì chúng ta sẽ cần phải làm cái gì? Ở đây mình sẽ lấy
lấy khung lớn của cái phần quai hàm và phần gò má. Chúng ta có thể tách biệt phần sàng tối của nó ra ở đây một chút. Đấy. Nói chung là vẽ theo kiểu của nước ngoài, của nó còn khác nữa cơ. Ở đây là vẽ theo kiểu của Việt Nam để cho các bạn có thể dễ dàng bám sát vào quy trình, tối ưu quy trình. Rồi cái tai của nó sẽ có độ chéo như vậy. Rồi bóng đổ của nó thì các bạn cũng làm trong cái quy trình phân mảng sau này. Được chưa? Nay vẽ chưa hả anh? À ừ, hôm nay live chưa mà bình thường mới hôm nay có live buổi muộn đó. Mới hôm nay toàn live chưa thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái quy trình gọi là cọt bút chì. Dạ. Một số các bạn đây, bạn nào chưa biết cọt bút chì thì các bạn có thể xem qua một chút. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái bút chì các bạn gọt bằng dao. Và thường thì các bạn sẽ gọt dài ngòi ra một chút và gọt dài cái phần vỏ ra một tí nữa. Để các bạn có thể làm cho nó, cho cái bài của các bạn, cho cái bút của các bạn là tốt hơn. Học viên bên mình là yêu cầu là phải gọt bút chì tốt trước đã. Tức là vào là mình phải gọt bút chì đã. Đấy, có gọt bút chì mà xấu thì không giải quyết được cái gì. Các bạn cứ hình dung là như vậy. Tuy rằng là cái bút chì của các bạn ấy, nó là cái phần công cụ thôi. Nhưng mà chúng ta phải làm cho nó ngon đúng không nhỉ? Thôi, có câu hỏi gì thì các bạn có thể comment ở trên cái video nhé. Comment ở trên phần like này hoặc là comment ở trên phần video đều được. Thì mình có thể sẽ làm video hoặc là trong cái phần live tiếp theo thì mình sẽ nói về những cái vấn đề đấy. Chụp mặt đi từ điểm nào đến điểm nào với anh? Tóc hơi ngắn này anh. Tóc này là chưa đẩy vào phần ở phần chi tiết nhé. Và chúng ta chưa tạo cái đường cong. Thế cho nên nó sẽ có cảm giác là nó bị gọi là cắt hơn một chút, ngắn hơn một tí. Hoặc là cái độ phồng của nó chưa có. Ở đây tất cả các bạn thấy rằng là các cái nét đều đang sử dụng bằng nét thẳng. Trục mặt thì chúng ta lưu ý này. Trục mặt ấy nó sẽ không liên quan gì đến trục của mũi này, không liên quan trục của mồm này, không liên quan đến trục của phần chỗ khác đúng không ạ? Và trục của mặt thì thường nó sẽ nối từ điểm giữa của hai cái phần lông mày, là cái điểm giữa của hai cái phần đầu lông mày. Đấy, và nối đến cái điểm giữa cằm. Thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ là cái phần điểm trục mặt và các bạn cần phải xác định nó là một cái đường không nhìn thấy nha. Nó là một đường không nhìn thấy. Có một số các bạn chúng ta vẽ trục mặt trước thì nó sẽ nằm ở cái câu chuyện là chúng ta chụp mặt trước sau đó bắt đầu mới chia tỷ lệ. Thì thường thì các bạn vẽ như thế ấy, thì nó sẽ đúng theo cái gọi là bản năng thôi. Tại vì đơn giản các bạn hiểu, các bạn ở đây là chúng ta đi vẽ theo mẫu mà mẫu của chúng ta ở đây là có sẵn đấy, thì cho nên chúng ta phải theo tỷ lệ của thằng mẫu chứ không phải chúng ta làm thiết kế. Một số các bạn làm thiết kế thì chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta xác định được cái chụp mặt trước, sau đó chúng ta xác định được cái phần khung, sau đó chúng ta xác định các cái phần tỷ lệ bên trong. Thì đấy nó gọi là làm thể thiết kế thì nó sẽ khác. Còn ở đây chúng ta làm theo mẫu, cho nên chúng ta phải phụ thuộc vào cái mẫu của nó. Mẫu của nó có độ chéo, độ nghiêng rồi các thứ như thế nào thì chúng ta có thể điều chỉnh như vậy. Ở đây các bạn để ý này, đây là một mẫu nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, mình đang vẽ ở đây là sẽ nhỏ hơn mẫu vì nãy lúc này mình zoom các cái phần này vào. Rồi, thì các bạn để ý về các cái đường cong thì chúng ta sẽ xử lý sau nhé. Chúng ta không làm cái phần đường cong của nó một cách luôn từ đầu. Chúng ta sẽ đi bằng các cái nét thẳng. Và các bạn nhìn thấy ở đây cái quy trình của mình làm bằng các cái nét thẳng. Câu chuyện là đúng về phần đặc điểm hay không, nó phụ thuộc vào cái phần chi tiết nữa các bạn nhé. Có một số các bạn là chia tỷ lệ nó rất là chính xác, thế nhưng mà khi mà lên bắt đầu chi tiết thì bắt đầu nó bị sai và bắt đầu nó bị luôn cuống hết. Thì thành ra đấy cũng là một cái mà khá là lãng phí. Rồi bắt đầu mình đi cái phần chi tiết của cái phần mắt mũi mồm. Thì ở đây thì bắt đầu mình sẽ đi vào cái phần chi tiết của cái phần mắt trước ạ. Nhớ là nếu như mà các bạn có đi vẽ mắt mũi mồm đúng không, thì chúng ta nên vẽ mắt trước nha. Thì ở đây mình sẽ lại cắt tiếp các cái phần bên trong của nó và đi phần mắt này thì các bạn có thể dùng 4B. Chúng ta làm mắt nhỏ đi một chút để chúng ta làm chi tiết cho nó chính xác. Vì nếu như một số các bạn mà chúng ta không có cái độ bút nhỏ ấy thì chúng ta sẽ làm phần chi tiết nó bị thô, nó không kỹ được. Cái này rất nhiều bạn gặp phải chứ không riêng gì ai cả. Và chúng ta phân mảng ở đây. Và nhớ rằng là ở trên cái kênh của bên mình thì có video hướng dẫn cho các bạn cái tượng năm 2013. Các bạn có thể vào xem cái video đấy, xem lại cái phần phát live ở trên cái video đấy trong cái buổi hôm trước.
Rồi ở đây thì cái phần khung của mắt ở dưới này thì mình bắt đầu mình phân nhỏ vào. Và các bạn nhìn thấy rằng là cái mẫu ở đây mình đang vẽ nó nhỏ đúng không ạ? Nó bé thôi, nó bé tí thôi. Đấy, cho nên là mình phải vót bút nhỏ hơn một chút để làm cho nó kỹ hơn. Được chưa? Chú biết vẽ tranh không cảnh không ạ? Hiện tại thì chú biết vẽ gần như đa thể loại nhé. Tại vì làm trong cái lĩnh vực về nghệ thuật này thì nó cần phải biết nhiều thứ. Còn câu chuyện là mình đi đào sâu về cái nào thì nó sẽ sâu về cái đấy thôi. Ở đây chúng ta có phần lông mày này. Thì chúng ta cũng sẽ xác định luôn. Đây là quy trình làm chi tiết. Thế nhưng mà các bạn để ý một tí là quy trình làm chi tiết của các bạn ấy là các bạn có thể làm cho cái đường biên của nó trở nên tối ưu hơn. Được chưa? Tối ưu hơn ở đây. Tối ưu hơn ở đây nó chính là gì ạ? Nó chính là cái sắc độ là một. Thứ hai nữa là gì ạ? Là ánh sáng, độ đậm nhạt. Thứ ba là khối. Đấy, từ đây đến đây thì các bạn nhớ chúng ta vẫn phải chia được cái chiều cao của cái thằng cánh mũi này nhá. Các bạn thấy rằng là mình thấy rằng là chỗ nào nó đậm thì mình sẽ nhấn đậm luôn. Được chưa? Mình sẽ nhấn đậm luôn. Đậm lại xuống. Trong quá trình đánh bóng của các bạn là các bạn vừa nhớ rằng là chúng ta còn phải giữ lại phần hình nhá. Tại vì đánh bóng thì thường như một số các bạn hay đánh bóng ấy, hay là kể cả bản thân mình cũng vậy, ngày xưa không thế, đánh bóng tức là mải miết đánh bóng quá, xong đến lúc là nó bị ăn vào phần hình một tí thì làm lệch đi một chút. Thế cho nên là các bạn đánh bóng chúng ta cũng phải kiểm soát tốt. Rồi đây là quy trình phân mảng, thì mình sẽ lên chi tiết nốt cái phần này. Được chưa? Mình sẽ lên chi tiết nốt cái phần này, sau đó thì mình sẽ điều chỉnh và sẽ hẹn lại các bạn, gặp lại các bạn ở trong cái phần live tiếp theo. Phần tiếp theo ở đây là hốc mắt, rồi là đây có phần mí mắt đằng xa xa kìa, thì mình sẽ để nhẹ nhàng như này trước đã. Đấy, để nhẹ nhàng như vậy trước thì nó nhỏ thôi, sau đánh nền nữa. Đây, tất cả những cái này đều là những cái bước đầu tiên, và các bạn thấy rằng là chúng ta làm chi tiết chúng ta đều phải hiểu được cái cấu trúc để chúng ta vẽ. Đây, phần khung vào. Đấy, và các bạn nhìn thấy là chỗ nào nhạt ấy thì mình sẽ nhấn nhạt, chỗ nào nó đậm thì mình sẽ nhấn đậm, và nhấn theo các cái phần sáng tối của nó. Các bạn muốn làm khối nó cứng hay là mềm thì phụ thuộc vào cái mong muốn của các bạn nhé. Đương nhiên đây là đây, tại vì tượng này nó khá là đẹp, mình thấy muốn thấy rằng là khối của nó khá là tốt, khá là đẹp, thì các bạn muốn vẽ kiểu nào cũng được. Còn có một số tượng tròn thì các bạn đương nhiên chúng ta phải dùng tượng tròn rồi, dùng khối tròn rồi. Đây, các bạn vót nhỏ cái đầu đi một tí, 4B. Rồi nó có mấy cái phần nhỏ nhỏ ấy, tức là một cái nếp nhăn nhỏ nhỏ của phần môi này, một cái rãnh nhỏ nhỏ của phần môi này thì các bạn có thể làm sau. Tất nhiên khổ của các bạn vẽ càng to thì những cái phần đấy của các bạn càng làm nó càng dễ, đúng không ạ? Rồi chúng ta lấy phần khung này vào đây. Đấy, thì nó sẽ tạo ra được cái phần ok. Tất cả bây giờ mình vẫn đang dùng bằng nét thẳng nha. Mình không dùng nét cong mấy đâu các bạn. Mình dùng nét thẳng để mình cắt các cái phần cấu trúc ra. Rồi, chỗ phần cằm ở đây thì chúng ta thấy là nó sáng. Thế nhưng mà kệ nó, đúng không ạ? Chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta lấy phần khung vào. Phần nó ra tổng thể một tí.
Cái này các bạn thấy rằng là đi từ chi tiết, à đi từ tổng thể cho đến phần chi tiết nó sẽ là như vậy đấy. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ làm êm hơn. Về cái quy trình mà làm chi tiết ấy, nó gần như nó là cái quy trình mà chúng ta phân mảng tổng thể rồi đấy. Các cái phần tóc, khối ở đây, bóng đổ. Và các bạn thấy rằng là trong cái quá trình mà mình phân mảng ấy, thì bóng đổ của mình là cái mình không thể bỏ qua được. Chỗ này có phần cuống họng, yết hầu. Chúng ta hãy lấy khối của các cái phần này trước, sau đó chúng ta mới lấy phần bóng đổ sau nhá các bạn. Một số các bạn là lấy bóng đổ trước cũng được, nhưng mà đường bóng đổ nó sẽ đi qua các cái đường khối này, thế cho nên là để mà tối ưu nhất thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ phải để được khối. Sau này các bạn học đồ họa hoặc là học về làm 3D các bạn sẽ hiểu được đồ khối nó thường là sau cùng. Và mình đang cho cái quy trình phân mảng ở cái phần này, được chưa? Nhẹ nhàng và đơn giản. Chỗ nhạt thì các bạn đừng nhấn động nhé. Rồi cái đằng sau này của nó cũng vậy. Ở đây là có bóng đổ này. Ở đây thì ánh sáng nó chiếu từ phần trên kia sang thì bóng đổ nó sẽ tầm này. Cái này với đây đúng không ạ? Đây thì các bạn có thể thấy cái đường đây là cái đường bóng đổ. Đúng không ạ? Đây là đây cũng là một cái đường góc này của nó ở đây. Thì mình phải lấy được cái đường bóng đổ của cái góc ở đấy ở nằm ở chỗ này. Và theo đúng cái nguyên tắc về quy tắc của phần bóng đổ vào, tìm từng điểm để tạo ra cái độ gấp khúc của cái đường bóng đổ đấy để chúng ta làm nó tốt hơn. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy không ạ? Tổng thể của nó sẽ là như vậy. Đấy, rồi là phần bên trên này của nó thì mình tạm thời mình lấy nhẹ nhẹ một chút ở đây. Được phân mảng thôi, chứ còn phần tóc này rồi các thứ này nó nhỏ. Thì chúng ta sẽ làm êm sau. Rồi, ok ạ. Các bạn nào có câu hỏi gì chúng ta có thể comment cho mình nhá. Comment cho mình ở trên cái video nhá. Rồi tạm thời mình sẽ dừng cái phần ở đây lại. Và mình sẽ hẹn các bạn vẽ tiếp cái bài này ở cái buổi live tiếp theo. Rồi, nhớ là follow và đăng ký kênh của bên mình để có thể là chia sẻ cũng như là để có thể ủng hộ cho các cái video này. Ở phần tai các thứ thì chúng ta làm chi tiết phần tai hơn, thì buổi sau thì nó sẽ là có quy trình làm phần tai nhé các bạn nhé. Đấy, tức là từng cái phần nhỏ vào. Và bây giờ mình vẫn chưa sử dụng tẩy để mà tẩy cái phần dư đi đúng không nhỉ? Thì mình vẫn để nguyên như vậy. Được chưa? Và mình vẫn để nguyên như vậy để các bạn có thể hình dung được rằng là cái quá trình dựng hình của các bạn chúng ta đừng dùng tẩy. Các bạn thấy từ nãy giờ là quy trình mình dùng để mình dựng hình ấy, thì gần như là mình không dùng tẩy đúng không các bạn? Và bỏ cái tẩy đi của các bạn thì cái mảnh của các bạn chắc chắn nó sẽ sạch hơn. Và đặc biệt là cái giấy của các bạn nó sẽ sạch hơn rất là nhiều. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video và những cái phần phiên live tiếp theo. Rồi chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Bye bye.